Cái viên đạn trên tay mình đang cầm, thực ra nó là một cái bút. Nhưng không chỉ là bút bình thường như ba bút khác, mà nó là một bút chuyên dùng để viết vào vũ trụ. Hôm nay chúng ta cùng thử xem nó là cái bút như thế nào. Rồi, trước tiên thì mình muốn mở hộp cho các bạn xem đã. Thì đây chính là cái hộp của nó, nhìn khá đơn giản. Nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Mỹ về. Thì có một cái lịch sử khá hay cái bút này, đó là họ tốn mất hơn 1 triệu đô để nghiên cứu ra loại bút này, và sau đó là bán lại cho NASA sử dụng để cho các phi hành gia họ bay lên mặt trăng để họ có thể sử dụng nó. Chính vì là cái mục đích đặc biệt của nó nên là nó cũng có giá không hề rẻ. Mình mua cái bút này với giá rơi vào khoảng đó là gần 1 triệu. Đó, ok. Nó có nhiều mẫu nhưng mà đây là cái mẫu duy nhất còn lại mình có thể mua được. Đây hộp bên trong của nó. Nó sẽ có cái hãng ở đây, tên là Fisher Space Pen. Đó, theo như mình biết thì đây là cái hãng duy nhất hiện tại đang làm cái loại bút này. Đó, đây là cái bút. Thì nó có hình của cái viên đạn, nó có nhiều mẫu nhưng đây là cái hình viên đạn. Nhìn nó hơi cũ một tí, đây là phong cách của nó nhé, không phải là vì cái bút cũ đâu. Dưới này, chúng ta sẽ có cái tờ hướng dẫn sử dụng. Ok, bây giờ hãy cùng đến với nhân vật chính của chúng ta, chính là cái bút nhìn như viên đạn. Thì tại sao cái bút này đặc biệt như thế? Cái bút này nó thiết kế đặc biệt để có thể dồn mực bằng áp suất ở phía dưới đuôi bút lên trên phía đầu bút. Đó, dẫn đến là nó có thể viết được ở dưới nước, trên cạn, ở vũ trụ, cũng như là viết lộn ngược hầu như ở mọi môi trường. Và ngoài ra nó có thể viết được ở cái nhiệt độ vô cùng lạnh là -30°C, cũng như là nhiệt độ vô cùng nóng là -275°C, tức là kinh khủng hơn cả nước sôi gấp đôi, gần gấp ba là nước sôi. Rất dã man. Ok, bây giờ chúng ta cùng thử xem. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ thử với bài viết trên cạn. Đây là một cái bài mà hầu như tất cả mọi chiếc bút đều làm được. Đầu tiên là bút thường. Ok, nào viết trên cạn. Đó, viết được nha. Ok, còn bây giờ đến bút vũ trụ nào. Cũng viết được. Và cái điều đầu tiên mình nhận ra đó là bút này viết có vẻ như là nó trơn hơn nhiều so với lại là cái bút thường của mình. Đó, rất trơn, rất là mượt. Đấy, một tình yêu xanh mượt. Ok, cùng đến với bài test thứ hai. Đó là bài test nước, viết ở trong nước. Đây là một bài test mà chỉ có những cái bút như thế này mới làm được, còn không phải các loại bút hạng làm được. Ok, đặt vào nước, ngấm nó vào. Đó, được chưa? Ngấm nước. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử luôn. Đầu tiên là với bút thường nha. Thông thường thì những cái bút này khi cho vào nước thì mực sẽ không thể nào viết được nữa. Oh, đúng rồi, chính xác. Chỉ viết được một nét là vì còn thừa một chút đầu, không thể viết nữa. Đó, rất khó viết, nó rất là mờ. Ghi mãi mới ra một hai nét nhưng mà nó không thể thành cái nét chữ được. Này, nhìn này. Thấy không? Thấy không? Không viết được. Bây giờ hãy cùng thử đến bút vũ trụ. Wow, viết được rất bình thường này. Ui, thậm chí còn trơn hơn các bạn ạ. Khá là căng thẳng, khá là chắc kèo, được, hợp lý đấy. Đó, viết được tất. Đó. Và bài test thứ 3 đó là viết ngược từ dưới lên trên. Thì bài test này khá là khó khăn. Thông thường ấy thì mọi loại bút khác của chúng ta sẽ không viết được ngược từ dưới lên trên, tại vì cơ chế của nó đó là trôi mực xuống dưới, nên là mình dốc xuống mới viết được. Nên là nếu mà mình viết ngược từ dưới lên trên thì nó sẽ không viết được. Ok, hãy cùng thử nữa. Có thể thấy đây chính là cái nét mực của mình khi mà viết ngược, còn đây là nét mực của mình khi viết xuôi bằng bút thường. Thì có thể thấy đó là cái việc mình viết ngược nó rất là mờ. Và nó mờ thế này này, tại vì là vẫn còn một chút mực nó dính trên đầu bút, dẫn đến là vẫn còn viết được một chút. Nhưng mà về lâu về dài thì không thể viết được, nhưng mà mình mỏi tay không thể giữ được. Còn bây giờ là đến bài test của cái bút Fisher Space Pen. Ok, cùng thử nhé, viết ngược nhé. Và đây là thành quả của chúng ta, xem nào. Wow, rất là chắc kèo là cái này. Viết rất rõ từ đầu đến giờ. Căng chưa? Như vậy là nó để viết xuôi, viết ngược. Từ những gì các bạn vừa thấy thì có thể nói là đây là một cái bút rất là đặc biệt và dùng để làm những công việc rất là đặc biệt. Nếu mà các bạn có cơ hội để lên vũ trụ, lên sao hỏa, lên mặt trăng thì chắc chắn là nên mang theo cái bút này. Hoặc là dùng giá đơn giản hơn bút chì cũng làm được như thế này. Ok, còn bây giờ có lẽ tạm biệt các bạn, gặp lại. Nếu các bạn thích đừng quên để lại một like, subscribe mình và nút chuông của mình ra những video tiếp theo nhé. Mình là Dương ạ. Bye bye.